chào quý vị và các bạn đang đón xem chuyên mục Nông nghiệp Nông dân Nông thôn của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và bà con, trong sản xuất đối với cây thuốc lá nguyên liệu thì khâu hái sấy là công đoạn quan trọng quyết định đến năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế. Do vậy, bên cạnh việc tuân thủ quy trình trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bà con cần đảm bảo các điều kiện về hái sấy để sản phẩm ra lò đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra. Trong chuyên mục Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn tuần này, chúng tôi có vài điểm cần lưu ý đối với bà con trong khâu sấy thuốc lá nguyên liệu. Sau đây sẽ là nội dung chương trình. Vụ sản xuất này là năm thứ hai, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Trần Minh tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện phương thức thuê đất người dân đầu tư trồng thuốc lá nguyên liệu chất lượng cao tại địa bàn hai xã Lương Can và Cần Yên, huyện Hà Quảng với diện tích 10,7 ha, tăng 1 ha so với vụ sản xuất năm ngoái và thời gian thuê đất diễn ra trong vòng 5 năm. Việc thuê đất để đầu tư trồng thuốc lá là phương thức sản xuất mới giải quyết được nhiều vấn đề còn hạn chế trong sản xuất nông nghiệp hiện nay. Theo đó, doanh nghiệp chủ động trong đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, hạn chế tình trạng tranh mua, tranh bán sản phẩm. Sản xuất được tổ chức theo hướng tập trung, đồng bộ, hiệu quả. Về phía người dân, việc cho doanh nghiệp thuê đất cũng có nhiều cái lợi khi mà điều kiện về sản xuất và áp dụng khoa học kỹ thuật còn chưa đáp ứng. Trong quá trình doanh nghiệp đầu tư sản xuất, người dân cũng trở thành nhân lực chính trên cánh đồng, được tiếp cận khoa học kỹ thuật mới và nhận được tiền công theo sức lao động. Sau vụ trồng thuốc lá, người dân còn được tận dụng diện tích canh tác, trồng các cây trồng khác để nâng cao thu nhập, đảm bảo an ninh lương thực ở địa phương. Về lâu dài, khi mà người dân chủ động trong sản xuất, thì doanh nghiệp sẽ chỉ là đầu mối để cung cấp giống, vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm cho người dân. Mô hình này, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống tưới tiêu tự động, trồng cây theo đúng kỹ thuật, áp dụng phủ ni lông hai mảnh và bón phân một lần. Việc sử dụng ni lông hai mảnh tạo độ ẩm cho cây, hạn chế tình trạng cỏ mọc, thất thoát phân bón, không bị mất công làm cỏ, vun sới và ni lông có thể tái chế trong vòng 3 năm, góp phần giảm chi phí trong sản xuất. Do chủ động trong khâu kỹ thuật nên vụ thuốc lá năm nay, cây trồng phát triển tốt, lá to dày, thân mập, ít sâu bệnh, cây phát triển trung bình từ 29 đến 31 lá. Hiện đã bước vào thu hoạch và sản lượng ước đạt khoảng 34 tấn, cao hơn gần 1 tấn trên 1 hecta so với thuốc lá trồng thông thường. Toàn bộ diện tích đều sử dụng giống thuốc lá GL7. Đây là giống thích nghi với điều kiện khí hậu hạn hán, rét, phù hợp thổ nhưỡng của địa phương, có khả năng kháng bệnh, khảm lá, đốm lá, héo rũ do virus, hàm lượng nicotine cao. Gia đình chị Phan Thị Hiền, xóm Nà Việt, xã Lương Can là một trong 50 hộ cho doanh nghiệp thuê đất trồng thuốc lá nguyên liệu. Trong quá trình sản xuất, vợ chồng chị Hiền đã tham gia nhân công từ các khâu làm đất, trồng, chăm sóc, bón phân đến hái sấy sản phẩm. Vụ sản xuất năm ngoái, riêng tiền công, cả hai vợ chồng đã thu được gần 20 triệu đồng. Trong quá trình làm việc cho doanh nghiệp, chị Hiền và nhiều người nông dân ở đây đã chuyển giao khoa học kỹ thuật thâm canh cây thuốc lá như cày ải để đất tơi xốp, trồng cây theo hàng đơn, phủ ni lông cho cây, hạn chế tình trạng cỏ mọc và phân bón hấp thụ được tốt hơn. Khi cây đến kỳ thu hoạch, phải hái những lá đủ độ chín, hái thuốc thì phải hái vào sáng sớm và buổi chiều mát. So với trước đây thì mình biết thêm được kỹ thuật trồng này, khoảng cách xa bao nhiêu, với lại bón phân, cách hái như nào. Và lúc mình chăm tưới, phân bón này, mình bón theo liều lượng để cây thuốc lá nó lên tốt và đạt chất lượng. Còn về lúc thu hoạch ấy thì làm thuốc lá ở đây cũng giúp cho gia đình thêm một ít kinh tế. Với lại giúp cho chị em phụ nữ thì có việc làm, kiếm thêm kinh tế gia đình đỡ vất vả hơn một tí. Hay ở cái điểm là vừa thuê đất lại có tiền mà lại tạo công ăn việc làm để cho người dân kiếm thêm thu nhập nữa.
vừa lại có thêm kiến thức về thuốc lá nhiều. Làm ở đây thì thuốc lá nó đẹp hơn, độ vàng thì nhiều, cây cao với lại ít bệnh. Nếu mà làm thuốc lá như kiểu mới này ấy, vừa có lại năng suất, lại chất lượng, vừa có thu nhập tốt cho gia đình, thu nhập cao. Cùng với việc thuê đất sản xuất thuốc lá chất lượng cao, nhà đầu tư còn tìm tòi, nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật mới trong khâu sấy thuốc lá nguyên liệu. Với 12 lò sấy được đầu tư theo công nghệ lò RocketBan, thoát ẩm qua đường ống khói, cải tiến thành 4 tầng xà gồ, công suất có thể lên tới 120 đến 140 sào trên một lò. Sản lượng thuốc lá ra lò có thể đạt tối đa 360 kg sấy khô. Bên cạnh đó, đơn vị còn cải tiến khâu phân loại thuốc lá đưa vào sào. Thay vì sử dụng các vật liệu như thân cây trúc, gỗ làm sào và sử dụng dây để buộc, thì công nghệ đóng sào thuốc lá bằng thanh sắt có gắn đinh ép so le đã tăng năng suất lao động lên nhanh gấp 6 lần so với phương pháp cuốn thông thường. Trung bình, hai lao động một ngày có thể đóng được 250 sào thuốc lá. Không những thế, mà khi thuốc lá ra lò cũng rất là thuận lợi trong khâu gỡ lá thuốc ra khỏi sào. Trong cái sản xuất thuốc lá thì nó có mấy cái khâu rất là quan trọng. Đấy là một là chăm sóc cái lúc thời tiết nó khắc nghiệt, lúc mưa, lúc rét, lúc hạn, lúc rét. Nhưng đến giai đoạn về sau thì chúng tôi cái lúc trước thì tôi đã khắc phục được bằng cái cách là phủ ni lông. Thế tiếp theo, cái giai đoạn tiếp theo nữa là cái giai đoạn vào sào. Nếu như mà vào sào thuốc lá bình thường một người thì phải 15 đến 16 phút mới được một sào. Chúng tôi đã cải tiến ra cái sào như thế đây. Cái cách làm thì như các bạn đã nhìn thấy này. Một là nó có hai thanh. Một thanh là làm cái khung của nó, khung ngoài, một thanh có đinh làm cái khung trong. Cây có đinh các bạn ấn vào một cái chốt lại bằng hai đầu, bằng hai sợi dây nịt, dây chun xe máy hỏng là các bạn xong một sào. Thì vị chi rằng là cái thời gian bắt đầu từ lúc đưa thuốc lên đến trên bàn cho đến lúc thành một sào thuốc ra chưa đến 2 phút. Vì cái này là khi mà đưa vào sào nó được dàn đều. Hai nữa rằng là cái sào này là sào sắt. Khi mà đưa vào trong lò là chỗ cái vùng sắt bao giờ cũng nóng hơn. Tháo cực kỳ dễ. Chỉ cần chúng ta rút cái sào này ra là toàn bộ thuốc khô đã ở dưới mặt sàn này. Chúng ta chỉ việc vơ lại thôi. Nó không phải mất một cái công gì ngoài cái việc rằng là tháo cái đầu dây nịt ở đầu. Nếu dùng bằng cây thì một là nó hao hụt qua các cái quá trình sấy nóng rồi thì nó cong vênh. Hai nữa rằng là dây phải sắm sửa hàng năm. Nhưng mà đây chúng tôi làm như thế này là khẳng định 10 năm chúng tôi không phải làm lại. Bên cạnh việc hái thuốc lá đủ độ chín, bảo quản thuốc lá tươi, tuân thủ quy trình kỹ thuật vào sào, ủ thuốc vàng đều, phân loại thuốc lá, cán bộ kỹ thuật cũng đã đưa ra các khuyến cáo đối với người dân trong khâu sấy thuốc lá nguyên liệu. Thưa bà con, hôm nay tôi cũng muốn hướng dẫn bà con là cách đưa thuốc lá vào lò. Thì hiện tại chúng ta là có hai hệ thống lò sấy. Một là hệ thống lò sấy 2x3 truyền thống bình thường thì thường thường là có 4 tầng xà gồ. Thì bà con lưu ý là khi đưa thuốc lá vào các cái lò truyền thống ấy thì chúng ta xếp theo thứ tự là lá xanh từ trên cái lá mà chưa chín ấy là trên tầng trên cùng, và các lá đúng độ chín để tầng giữa, và dần dần xuống tầng cuối cùng là các cái lá vàng. Và bà con lưu ý ấy, là xếp theo nguyên tắc ấy là chúng ta xếp xanh trên này và trên là dày một chút. Ví dụ như cái lò 2x3 chúng ta xếp mỗi một tầng được 15 sào chẳng hạn, thì là tầng trên chúng ta xếp 15 sào, tầng giữa chúng ta chỉ xếp 14 sào thôi, và tầng dưới cùng là chúng ta xếp 13 hàng theo nguyên tắc là tên dày ở giữa vừa và ở dưới thừa ra, để cho hơi nóng nó đi từ dưới lên trên xen vào các tầng lá để cho các tầng lá có đủ hơi nóng và thuốc lá chín đều. Nhưng và theo một cái nguyên lý là trên xanh, giữa đúng độ chín và dưới vàng, trên dày ở giữa vừa và ở dưới thưa ra. Đấy là với các lò truyền thống.
Còn đối với lại các cái lò thoát ẩm qua đường ống khói của viện mới ấy, mà chúng ta đang sử dụng lò 3x3 chỉ 3 tầng xà gồ ấy, thì cách xếp thuốc của chúng ta lại khác hoàn toàn. Là theo nguyên tắc là chia đều. Ví dụ các cái lò thoát ẩm qua đường ống khói là chúng ta có 90 xào, thì bà con nên chia đều 3 tầng, mỗi tầng là 30 xào để chia đều. Chứ chúng ta không xếp như lò truyền thống là trên dày dưới thưa, và cũng không theo nguyên tắc là trên xanh ở dưới vàng, mà với lò thoát đường qua đường ống khói ấy, thì chúng ta xếp tất cả các cái lá mà chưa chín hoặc lá còn xanh vào giữa lò, ở trên tầng trên và ở giữa lò. Còn các lá đúng độ chín và quá chín, các lá quá chín thì chúng ta xếp ngay ở trên bầu đốt, và các cái lá đúng độ chín thì chúng ta, hoặc là còn thừa nữa thì chúng ta xếp xung quanh lò, chứ không xếp hết xuống dưới, mà cũng không xếp lá xanh lên trên, mà lá xanh hoặc là chưa chín thì chúng ta xếp vào giữa lò, và đặc biệt là chia đều cho 3 tầng xà gò. Ví dụ như 90 thì chúng ta chia ra mỗi tầng 30, 100 thì chúng ta chia ra là mỗi một tầng là 33 xào. Nhưng với điều kiện là các cái lò gốc hoặc lò ngọn mà bà con hái về chúng ta không đủ 90 xào, vì với cái lò 3x3 lò phát ẩm quang khói ấy, thì phải 90 xào trở lên mới đủ công suất sấy. Nhưng với trường hợp chúng ta sấy về chỉ được 60 hoặc 70 xào thôi ấy, thì bà con lưu ý ấy, là chúng ta lại không được để hở tầng dưới như cái lò truyền thống. Lò truyền thống thì chúng ta cứ xếp từ trên xuống dưới, thiếu bao nhiêu là để hở tầng dưới. Nhưng ngược lại với lò thoát ẩm qua đường ống khói thì bà con lại phải làm ngược lại, là chúng ta xếp kín các cái tầng dưới, còn để hở tầng trên. Ví dụ 90 xào nhưng bây giờ chúng ta chỉ hái được có 70 xào, thì bà con nên để hở 20 xào tầng trên, tầng trên cùng chúng ta không xếp thuốc. Với điều kiện nữa là chúng ta phải xếp tất cả các lá thuốc lá kín cái cửa thoát ẩm, cái cửa hút ẩm ra được ống khói ấy, là thuốc lá phải che kín. Còn thiếu bao nhiêu chúng ta để hở về cái phía bên bầu đốt. Đấy là với cái lò thoát ẩm qua đường ống khói, lò mới của viện, thì bà con lưu ý cách xếp thuốc. Nếu chúng ta xếp hết lên tầng trên ấy, thì cái tầng dưới nó sẽ hở cái cánh cửa hút ẩm ra, thì chúng ta khi chúng ta đốt lửa lên thì tất cả hơi nóng nó sẽ đi qua cái đường ẩm ra bên ngoài hết, và hơi nóng sẽ không lên sấy được thuốc, và sẽ tạo cho là thuốc lá không chín, lâu chín và mất rất nhiều nhiên liệu của chúng ta. Và đặc biệt nữa là khi chúng ta đốt xếp như thế thì là hơi nước sẽ bay hết ra ngoài, sẽ không chuyển vàng được thuốc lá, và thuốc lá đặc biệt là các cái tầng lá ngọn thì thường thường là bị xanh hoặc bị đen. Nên một số lưu, đặc biệt là cái cách xếp thuốc vào cái lò thoát ẩm qua đường ống khói, thì bà con có một số lưu ý như thế, là chúng ta không đủ thì để hở tầng trên, không để hở tầng dưới. Còn nếu đủ 90 xào trở lên thì bà con nên chia làm 3 tầng ra, chia đều, chứ không xếp theo nguyên tắc trên dày dưới thưa như lò truyền thống. Thế thì một số lưu ý thì bà con phải lưu ý trước khi xếp thuốc vào lò để sấy. Để vụ sản xuất thuốc lá nguyên liệu đạt giá trị kinh tế cao, trong giai đoạn này, bà con cần tuân thủ quy trình kỹ thuật, đảm bảo các khâu, bảo quản thuốc lá tươi, ghim sỏ thuốc, xếp thuốc vào lò, sấy thuốc, nhất là giai đoạn cố định màu và sấy khô phiến lá, giai đoạn sấy khô cọng và bảo quản thuốc sau sấy. Khi sấy thuốc, phải đặc biệt chú ý sự tương thích giữa nhiệt độ và ẩm độ, có nghĩa là nhiệt độ càng cao, ẩm độ càng giảm, ẩm độ càng thấp, chênh lệch giữa nhiệt kế ướt và nhiệt kế khô càng lớn. Quan tâm điều chỉnh nhiệt độ bằng lửa, điều chỉnh ẩm độ bằng cửa hút và cửa thoát. Đến đây, chuyên mục Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối thứ Bảy tuần sau.